Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguồn Audio. Mở hàng buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, em lên cho các bác bộ Onkyo có mã là X7 nhá. Dàn đồng bộ luôn. Phiên bản màu gọi là vàng đồng, rất đẹp luôn. Các bác nhìn thực tế như này nhá. Đây là nhìn qua điện thoại thôi, còn nhìn thực tế các bác nhìn gần nhá. Đây là nhìn gần như em này. Thì nó lên một cái kiểu gọi là màu vàng đồng, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, đấy em không nói dối, các bác cứ về nhìn mà xem nhá. Tức là các bác để tầm mắt nó khoảng ngang tầm này thôi, các bác nhìn kỹ vào trong cái vỏ này. Thì đây chính là cái công nghệ mà lớp dán gọi là hàng xịn của dòng Onkyo X7. Đấy. Bộ này thì em bán để các bác kết nối với cả điện thoại này, máy tính này, tivi này. Đấy, thông qua tivi là các bác kết nối qua đường quang nhá. Rất là xịn luôn. Còn CDMD là em không bao chạy nhá. Đấy. Mở hàng sáng hôm nay em khuyến mại sốc một bộ này. Mở hàng sáng này khuyến mại sốc một bộ nhá. Vâng, các bác chỉ bỏ ra bao nhiêu ạ? Vâng, có 1.990.000. Vâng. Có 1.990.000 nhá. Là sớm bộ này và em bán duy nhất một bộ này trong ngày hôm nay. Được chưa ạ? Bộ này là bộ duy nhất trong ngày hôm nay nhá, là 1.990.000. Lại với cái phiên bản màu tươi tắn, màu sắc gọi là hàng tuyệt vời như này. Xin mời các bác nhìn qua này. Hàng bãi mà về được tới tầm này em thật các bác quá đỉnh cao rồi. Còn nhiều con nó về lắm. Nào thì nó bong nó chóc rồi, gãy cầu loa rồi, nó vỡ chỗ này vỡ chỗ kia đấy, các kiểu các bạn, rồi kể cả cái đít tản nhiệt này cũng vỡ. Đấy, những con như vậy là em bán thanh lý. Đấy. Còn như cái bộ dàn này là em thấy là đường quang này, chạy tuyệt vời này, điện thoại chạy ok này, súp xước là các bác cần thì cắm được luôn này. Nó có cổng súp out này. Đấy, mình cầm cần tiếng trầm thì cắm vào đấy. Vừa làm công suất vừa làm giải mã quá tuyệt vời với cái dòng X7 này. Đấy. Công suất loa lại khủng, 70W một loa. Đấy, các bác có 140W tổng hai loa luôn. Đấy. Quá tuyệt vời. Đây. Đấy. Chân căng đầy đủ. Con này được cái là về em thích nhất là chân căng. Nhiều con về là nó bị gãy một chân rồi, gãy hai chân, còn gãy bốn chân. Về nó nhìn nó hơi củ chuối. Nhưng những con đấy thì em bán giá rẻ. Đấy. Còn con này là em khuyến mại em để giá cực rẻ luôn nhé. Những con kia bán rẻ nhưng con này lại khuyến mại bán cực rẻ luôn. Đấy, bán siêu rẻ luôn. Bình thường những cái cặp X7 mà hàng đẹp như này nhá, giá em bán loa không đã là 1.250.000 rồi. Đấy, các bác tính xem. Đấy, cục này của nó là không CD này, à quên, không CD em bán cũng là giải mã không thôi nhá, cũng là 1.1 triệu rồi. Đấy, tổng của nó là bao nhiêu các bạn? Vâng, đã là 2.4 triệu rồi, bộ này. Nhưng mà hôm nay các bác không cần bỏ ra tới 2.4 triệu. Các bác không cần bỏ ra tới tầm đấy nhá, các bác chỉ cần bỏ ra bao nhiêu? Vâng, có 1.990.000 thôi. Em khuyến mại mà, đã khuyến mại là phải giá sốc. Đã khuyến mại là phải chất. Không khuyến mại thì thôi, khuyến mại nó phải cho các bác sướng thì thôi. Đấy. Nhiều bác đang ui, thằng này nó đang bốc phét để nó bán hàng đây, giá làm gì mà như thế mà nó cứ đọc cao lên xong nó hạ xuống cho người ta sướng. Không hề có nhá. Không phải một mình em bán hàng các bác nhá, không phải một mình Audio bán hàng. Nguồn Audio bán hàng mà Ti Tỉ nhà bán hàng. Đấy, các bác thấy nhà em đắt cái gì, tìm hiểu nhà khác mua xem. Đấy, và các bác xem mặt hàng nhà người ta nó như thế nào và mặt hàng nhà em như thế nào. Còn riêng nha em nhá, cam kết với các bác là bát nguyên zin, tép cũng vậy. Đấy, máy cũng như vậy, từ bên kia về như nào là em quay y chang như vậy. Tức là về tới nhà em là em không sửa chữa, cam kết với các bác là về tới cả nhà em là em không hề sửa chữa một tí nào luôn. Đấy là cam kết luôn nhá. Còn về các bác kiểm tra thoải mái luôn. Đấy, tự tin kiểm tra luôn. Bởi vì con nào hỏng em bán thanh lý ngay, em thật các bác ngồi sửa những con này này, nó mất thời gian kinh khủng luôn. Ví dụ ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, cái thời gian em quay được cả 6 video. Mà 6 video đấy em, mỗi video em chỉ cần lãi, em bán quá thêm 10.000 thôi. 6 video là 6.36. Đấy. Là các bác được em được thêm mấy chục nghìn nữa rồi, đúng không ạ? Thế là em sẽ bù cho bộ này vào. Đấy, thế là em bán 12 bộ là em cũng được khoảng hơn 60, gần 100.000. Là em sẽ bù cho bộ này vào. Đấy, mỗi bộ em chỉ cần bù một tí thôi. Đấy, em chỉ cần bù 10.000, 20.000 thôi. Đấy. Em xin lỗi, 66.360.000. Này 66.36. 36.000. Đấy 10.000 một bộ thôi nha các bạn nhá. Đấy. Em bán 6 bộ thôi là cũng ok rồi. À. Nhân củ chuối đúng không ạ? 6 bộ mỗi bộ 10.000 cơ mà em lại tưởng là mỗi bộ em được 6.000, tức là mỗi bộ em bán thêm 10.000 em xin các bác thêm 10.000 thôi. Khổ quá đây. Nói nó lại thành nhân lại thành chán đời không? Lại 6636 thì em lại cứ tưởng là 6.000 nhân với cả 6 bộ. Đấy, lại thành 6636 của mình quá nạ sao? 10.000 mà lại thành tận được có 36.000 là sao? Tức là 10.000 một bộ, lãi thêm 10.000 một bộ thì là 10 bộ
à 6 bộ là em được 60.000 đúng không ạ? 60 60 mà. Đấy, em được 60.000 bộ. Đấy, thì em bán có quá lên là em cũng được hơn chục bộ, là em được khoảng hơn 100.000 em bù cho thoải mái rồi. Đấy thì tội gì em phải ngồi sửa đúng không ạ? Mà ngồi ấy nó nhàn hơn nhiều. Em xin lỗi anh em thầm chút. Đấy. Thế nên là các bác bảo em là sao em không ngồi sửa đi mà bán cho nó được giá cao mà nó đỡ bị lỗ. Đấy, nhiều khách hàng em là cũng kiểu là thấy sốt ruột đấy, bảo là cứ xả như vậy thì lỗ chết. Đấy, nhưng mà nói thật các bác là thà em ngồi bán thêm vài sản phẩm nữa nó cũng có tiền các bạn. Chứ ngồi sửa, thứ nhất nhá, là em không phải thợ. Đấy, mà có biết rồi, thợ thì người ta là phải ngồi mày mò nhanh thì cũng phải 1 tiếng. Em không phải thợ, em ngồi mày mò nó khoảng 2-3 tiếng, thậm chí nó còn lát bét ra ấy. Nó còn không ra cái gì mà cái gì, thà để nguyên em còn bán được, ví dụ thanh lý luôn là ví dụ được triệu hoặc là mấy trăm. Ví dụ bây giờ tự dưng không biết cái gì mà chọc máy vào tự dưng lại còn bán 30, ngang bán sắt gì đúng không ạ? Thế nên là có bác hỏi em là nói phét để bán hàng này nó thứ, em thật các em bán thêm vài bộ em thêm vào nó còn hơn là em ngồi em sửa. Đấy, còn giá nó có cụ thể tất cả, không phải một mình em bán. Các bác thấy nhà em bán cảm thấy không tin tưởng thì các bác mua nhà khác. Đấy, còn nhà khác không tin tưởng thì lại quay lại nhà em. Đấy, còn riêng các bác là hàng nhà em là em quay video mộc, test nhạc là cũng test mộc, không hề chỉnh sửa video. Đấy, còn sau đây mời các bác nghe thử nhạc này. Con này em bán là 1990, là không CD nha, không CD không ở đây nha, tức là bán xả luôn đấy, hết tầm. Chưa trả tiền anh còn 1.000 em thơ, đâu có gì giữ được tình ta, thôi cũng đành chôn kín trong tim để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em thay đổi, sau này gặp người giàu sang anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có nợ, nên mình phải cách xa nhau. Ngày mai em vui xin mãi bên người, sáng sông còn sáng xô lâu anh ở lại ngậm ngùi nhớ. Trách chi ai, thà để em hạnh phúc bên người. Sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu, thôi cam đành mất người tình. Đấy thì đây là nhạc trên điện thoại, còn có bác nghe đường quang này. Đấy, đây là đường kết nối Smart TV các bác nhá. Đấy thì vậy là em đã test xong cho các bác nhá. Đấy thì còn về kích thước của sản phẩm thì bát là bát 13 các bác nhá. Loa cao là 27 này, rộng là 15.5 này. Sâu là sâu của loa ấy, là 24 tính ở căng. Còn máy thì là rộng là 20.5, sâu là 32.5 và cao là 15 nhá. Vâng. Xin chào các bác.